sang năm gia đình chị cũng có nhiều dự định, không biết mọi việc suôn sẻ không? Theo em thì chị thử lên mạng tìm hiểu về vận hạn năm sau của chị và gia đình xem ạ. Chị cũng lên mạng rồi đấy, cũng tìm nhiều nguồn nhưng mà cũng thấy mỗi nơi viết một kiểu, chưa biết như thế nào. Như năm vừa rồi cũng xem thì lên kế hoạch các thứ nhưng mà mọi việc cũng không được suôn sẻ cho lắm. Nếu vậy thì em nghĩ là để cho chính xác ấy, thì chị nhờ một thầy phong thủy có kinh nghiệm họ tư vấn xem sao. Con người khi sinh ra chịu sự tác động đục trong của vũ trụ, các thiên tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vận hành trong hệ mặt trời, có vị trí tương đối theo từng năm và tương tác những lực nhất định lên cơ thể con người. Mỗi người do năm tháng ngày giờ sinh khác nhau mà trạng thái lực này khác nhau. Điều này mà sinh ra vận hạn của mệnh, hướng, phương, vị. Chúng ta nắm bắt được quy luật vận hành của vũ trụ thì sẽ nắm bắt được quy luật vận hành của bản thân, của gia đình và của căn nhà bạn đang ở. Từ đó lên được những kế hoạch phát triển trong năm mới, biết được những điều nên làm và những điều không nên làm, giúp cải thiện mệnh vận để có được một năm hạnh phúc trọn vẹn. Trải qua trên 2.000 giờ đào tạo cho hơn 30.000 học viên ở cả trong và ngoài nước, chúng tôi hiểu được những nhu cầu của các bạn về việc làm sao để dễ dàng áp dụng được các kiến thức phong thủy vào cuộc sống. Tôi cùng đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên đã hết sức nỗ lực để thiết kế một khóa học mang tính ứng dụng hàng đầu Việt Nam cũng như trên thế giới, kết hợp phong thủy, tứ trụ, tử vi, văn hóa dân tộc, giúp anh chị có thể nắm bắt được vận mệnh của bản thân, của thiên khí, từ đó hòa hợp với vũ trụ, gia tăng sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp và gia đạo trong gia đình, và khóa học kích hoạt tài lộc ra đời. Khóa kích hoạt tài lộc năm 2020 gồm 5 nội dung chính. Các bạn sẽ nhận được: thứ nhất là vận hạn các tuổi cho năm Canh Tý 2020; thứ hai, kích hoạt tài lộc theo phong thủy cao cấp, hóa giải phương vị xấu, kích hoạt phương vị tốt; thứ ba, các nghi lễ, nghi thức thờ cúng trong 13 kỳ tiết lễ của Việt Nam theo văn hóa thuần Việt; thứ tư, chọn ngày tháng để xây dựng nhà ở mới, nhập trạch chung cư, tu tạo sửa chữa nhà đang ở của năm Canh Tý 2020; thứ năm, chọn ngày cầu phúc, cầu tài, xuất hành khai trương và định hướng đến từng tuổi. Khóa kích hoạt tài lộc 2020 sẽ được tổ chức tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa kích hoạt tài lộc 2020.